Bến Tre, 19 giờ. Những du khách bắt đầu chuyến trải nghiệm trên sông bằng tàu cây. Thưa quý khán giả, hiện nay thì chúng tôi đang đi dọc trên dòng sông Ba Lai, và trong chuyến du lịch đêm hôm nay thì chúng tôi sẽ tìm kiếm một loài sinh vật nhỏ thôi nhưng mà nó gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Dọc hai bên bờ sông Ba Lai là những đám dừa nước rặng bần còn nguyên sơ. Đây cũng là nơi trú ngụ của loài sinh vật tưởng như đã biến mất từ lâu. Hầu hết du khách đều tỏ ra bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến những con đom đóm giữa màn đêm. Ở một cái mênh mông sông nước mà lại có những con đom đóm đập lòe, làm cho mình cảm giác mình nhớ về cái thời ngày xưa của mình hay đi bắt đom đóm để trẻ con. Và rất là vui. Thì nhỏ giờ chỉ thấy trên TV thôi, thì giờ mới thấy được thực tế thì cảm thấy rất là vui, rất là tuyệt vời. Với du khách, những con đom đóm lập lòe từ ánh sáng xanh yếu ớt là tuổi thơ, là kỷ niệm. Còn với những người làm du lịch, đó là ánh sáng của một tour mới, điểm nhấn mới giữa vùng quê sông nước. Sau gần một giờ lênh đênh trên sông nước và ngắm đom đóm, nhà vườn đã chờ sẵn với những món ăn đậm chất Nam Bộ. Bữa cơm tối vì thế cũng ấm cúng như tiệc chào đón người thân. Trong lúc mọi người dùng cơm, gia chủ bắt đầu chuẩn bị một vật dụng vừa quen vừa lạ để du khách trải nghiệm khi ra về. Đó là đuốc lá dừa. Trước năm 75 đó chú, thì bà con dùng nông thôn Bến Tre mình á, thì dùng đuốc để soi đường, để làm ánh sáng. Đó, vậy về đêm, đó. Nó cũng là chiếc đuốc đồng khởi năm 60 đấy. Thưa quý khán giả, nếu như trước kia những ngọn đuốc như thế này giúp cho bà con Bến Tre soi đường, thì hiện nay cũng chính những ngọn đuốc này đã giúp tạo một nét riêng trong cách làm du lịch của bà con. Đi du lịch đêm như thế này, du khách mới hiểu thêm về văn hóa của người miền Tây. Những bó đuốc trên tay chính là tấm lòng của người dân xứ dừa, sẵn sàng chia lửa cho những ai cần ánh sáng nếu chẳng may lỡ bước giữa đêm. Ban ngày nó có những cái mình sẽ có cảm nhận khác, thì ban đêm thì mình sẽ có những cái cảm nhận khác nhau. Ví dụ như ban ngày làm gì có chuyện mình đốt đuốc đi ban đêm kiểu như thế này để cảm nhận như vậy, đi ngắm được đom đóm này kia. Đó là sự khác nhau giữa ban ngày và ban đêm. Mỗi cái nó có những cái thú vị riêng mà mình phải cảm thấy rất là thích thú với thú vị đó, cái cảm nhận này. Chắc chắn là sẽ giới thiệu cho nhiều du khách để có thể được trải nghiệm những cái cảm giác thú vị như vậy. Và cũng rất hy vọng là sẽ còn có dịp để có thể quay lại trở lại miền Tây. Ở vùng sông nước miền Tây, không quá khó để tổ chức những chuyến du lịch về đêm đầy thú vị. Và đây cũng sẽ là điểm nhấn để du khách lưu luyến và trở lại.